phải cố định ở một chỗ thì mình mới có thể làm được. Nhưng mà buổi trưa là khoảng 11 giờ là ảnh đi. Không hơn. Đi ra ngoài. Tao kêu mày đi ra ngoài. Đi. Em đúng có... mẹ mày nãy giờ tao nói mẹ gì mày? Em coi mấy ông thợ làm đây. Nãy giờ tao nói mẹ gì? Dạ dạ. Tao kêu mày bước ra ngoài. Dạ. Bên có bên chứ cái cành đó. Có quẹ ham đương đi hút hút níu coi. Quẹt lắm. Có sao không em? Ồ, trật té luôn rồi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và phía sau lưng đây là ngôi nhà của mẹ của Thánh Hung Dữ, người mà bị cái chân á, bị xích lại sau khi vợ bỏ đi đó. Ngày hôm nay thì cũng được mạnh thường quân của em Phong Bụi sửa chữa lại cái phần trên của cái ngôi nhà để cho ông cụ bà cụ là mẹ của anh Cường. Và cũng được chị Oanh ở Đài Loan hỗ trợ cái số tiền là 10 triệu đồng để làm cái phần chuồng sắt cho anh Cường để thoát cái cảnh xiềng xích thôi cô bác quý anh chị. Thì hiện nay thì cũng đang tiến hành sửa cái phần ở trên này trước nè. Còn cái phần cái chuồng á thì lồng sắt đã làm xong rồi. Hiện nay cái việc khó khăn nhất á đó là làm cho anh một cái sàn để mà có thể đưa cái lồng sắt đó lên. Tuy nhiên á cái sàn làm rất là khó, tại vì thời điểm bây giờ á, việc mà giữ anh Cường lại á thì không biết làm cách nào để mà giữ, tại vì không ai có thể là tiếp cận anh Cường được ở cô bác quý anh chị. Thì cũng đang lên một cái phương án để mà tiếp cận với lại anh Cường để mà có thể cho anh yên ổn, để mà có thể làm cái công việc tiếp theo là đổ sàn để đưa anh vô lòng. Thì cũng đang lên một cái kế hoạch để mà thực hiện. Còn bây giờ thì mời cô bác quý anh chị cùng lên nhà trước ha. Đây là anh Nhất nè. Rồi bây giờ bắt hôm qua là nói giữ anh Cường lại sao rồi? Hôm qua cái mưa đó, rồi cái kêu anh em người ta, rồi người ta cũng mưa gió người ta không có lợi. Ừ. Rồi thấy gì có mình út nhất với thằng em nữa, rồi sao rồi giặt nó lợi, nó đeo với cũng yếu lắm. Dạ. Người giặt đâu có lợi nó, rồi thấy gì thôi. Ừ. À, cảm ơn anh. À, cảm ơn. Dạ, bây giờ đang tìm cách anh ha. Chào anh. Nãy với sư huynh. Ai thợ đang tiến hành dỡ cái nhà cái phần dưới. Cái phần này nó mục hết rồi. Dán này nó mầm này nó mục hết anh. Ồ. Trời ơi trời. Cái vách này mình dỡ ra luôn đúng không? Cái này không cho có dỡ anh. À. Không, cái này như mình, này cái phần dưới này thôi. Ở phần này thì sẽ làm một cái mái che bằng sắt. Đó, sửa lại cái phần này cho nó đàng hoàng lại mới được. Chứ bây giờ là cái này là đi vài bữa là nếu như mà đã vài bữa nữa là nó mưa nó mục là đi có thể là lọt chân đi đúng không anh? Vâng. Lọt. Bữa đó là gãy gãy luôn đó nè. Giờ đi không dám đi nữa, nó dài bữa. Giờ quá. Nè, nhìn thấy ghê không? Cái phần nhà trên này thì còn được ha. Ở trên này còn vẫn còn ổn. Cái này lâu không anh thợ sắt? Cái này làm tới chiều mới gọi đó. Tới chiều luôn hả? Tới chiều. Trời ơi. Đâu phải là mau đâu đúng không? Cho nên nó hơi lâu. Anh Vũ là mới làm cái khung sắt xong rồi đúng không anh Vũ? Đúng khung sắt cho anh Cường á. Dạ.
em làm xong á rồi chỉ đợi anh làm cái nền là em đem vô em gắn. Anh bắt anh Cường đi. Anh lớn con mà. Lớn con làm anh Cường ơi, dậu ơi. Rồi. Hiện nay là nói thiệt luôn là nguyên cái sớm là không có ai dám lại bắt ảnh đó. À, bây giờ chắc có lẽ là đợi để mà dỡ cái phần này ra rồi gáp cái phần sắt vô. Anh ngoại không chửi không? Pin Sam lúc bình thường uống nước nuôi nó hàng ngày là nó không có gì hết trơn á. Ê quá. Sao dám gần tiếp cận anh Út? Không có, cũng như là lúc bình thường á là im ấm là ốc dứt với nó là đem đồ ăn vô bình thường à. Còn mà tại con cái như là cái như người lạ lạ là nó có cái bản tánh nó vậy đó. Bây giờ anh đi ra ngoài được không? Hai người này đi vô được không? Được, ốc dứt là con mình ở đó. Mà liệu nó cái cầm cục đá bự rồi kìa. Có chân nào chọi anh không? Đoạn này có khi lắm lúc như dắt này vô là có thể nó kiểu nó không biết nó quất à. Tại vì lúc này là nó đang quạo là nó quất. Còn lúc bình thường là nó không dám. Ai cũng sợ. Nãy giờ hồi hộp muốn chết luôn trời. Đúng rồi. Chứ bây giờ anh cầm đá rồi sao? Thì bởi vì nó cầm đá rồi cái mình không dám vô. Chứ ốc dứt bình thường là ở đó hồi đó giờ đó nuôi nó mấy năm mà còn gì nữa nó đâu có gì đâu. Đã biết nuôi nó mấy năm mà đâu có vụ này. Cục đá bành kia, cục đá bự. Cục đá nguy hiểm đó. Cục đá bự mà tròn. Thôi anh em mình thấy không mấy thì ấy đi. Ngày mai anh em mình tính sao? Giờ lo quá. Bây giờ thuốc cũ là uống cũng không thấm luôn hả Út Dứt? Út Dứt bơ hổm cho nó uống hết hai viên rồi mà sao thấy nó cũng không thủng. Cũng như là biết sao cũng như cái dây kinh nó cũng như ai khác nè. Cái này có ai này của mình hay có ai hả? Cầm rồi, cầm để thôi để có ấy đó. Rồi hết biết đường tiếp cận luôn. Đúng rồi. Bây giờ mình ảnh nhảy xuống anh lụm đá được mà đâu sao mình vô nhắm vô đó. Hồi hộp quá. Sửa nhà cũng khó khăn nữa. Bình thường là có vậy không? Không, Út bình thường đã hai năm mấy rồi, Út Dứt vô có gì đâu. Dạ hả? Đó là hai năm mấy rồi, Út Dứt vô có gì đâu. Bây giờ là người em kêu là thợ sắt người ta làm xong rồi, chỉ còn cái phần sàn thôi. Ta đóng khung rồi xong hết rồi đó. Và bây giờ thì vật tư cũng đã đến rồi. Có cái hóa đơn đó không anh? Đây là cái phần vật tư để mà xây dựng làm một cái sàn cho anh Cường. Sắt thì cũng đã kêu anh thợ xong hết rồi, chỉ còn vật tư làm cái sàn. Nhưng mà hiện nay cái công trình thì đang bị tạm trì trệ tí xíu. Lý do là anh Cường ảnh quá hung dữ, không cách nào làm được hết á. Anh cho em coi cái hóa đơn với. Thì đây là cái phần mà được chị Oanh ở Đài Loan hỗ trợ cô bác anh chị với số tiền là 10 triệu đồng. 1 triệu 7 ha. Chị bán 25 ngàn là 9 triệu 7 vậy, tại có cái sắt hơi nhỏ trừ lại 35 ngàn. 1 triệu 725 ngàn. 8 cây đà, nửa khối đá, nửa khối cát, nửa ký dây buộc, 4 bao xi măng là 1 triệu 725 ngàn. Ok anh, em giữ lại. Rồi, em trả tiền luôn. Đạt ơi, hỗ trợ đưa ông Tư về tới Cà Mau rồi hả? Tới luôn. Cái này hỗ trợ này còn khó hơn ông Tư nữa nè. 1 triệu 725 ngàn còn lại 1 triệu 7 ha. Anh nói 1 triệu 7 đúng không? Là lý do sao cây sắt nó hơi nhỏ đúng không? Cây sắt nó hơi nhỏ trừ tiền lại. Con cây thiếu một cây 5 cây phải không? Mà nó có một cây nó hơi nhỏ, cây sắt kia hết rồi. Lấy được 4 cây với cây nhỏ. Là nó làm nãy là 1 triệu 7 25 ngàn. Đúng rồi, 1 triệu 7 25 ngàn. Rồi cái này trừ là 30 ngàn, 35 ngàn là còn lại là 1 triệu 6, 90 ngàn. Dạ. Đúng không? Ok. Vậy là giảm nữa hả? Rồi 1 triệu 6, 90 ngàn. Vậy là... Vậy đưa 10 ngàn nữa là đủ. Em đưa 10 ngàn nữa hả? Đây, bên đây đưa lại 10 ngàn là đủ đó. Đúng không? Tại vì trừ lại cái này là cứ quá đơn giản. Còn 1 triệu 6, 90 ngàn em đưa 1 triệu 7, còn 1 triệu 6, 90 ngàn. Rồi đúng. Như vậy là phần sắt đã làm... Đạt ơi, như vậy là phần sắt đã làm xong rồi.
thì chỉ còn lại cái phần phần sàn thì cũng đã nhập vật tư. Lo lắng nhất là cái phần mà chuyển di chuyển anh Cường đi chỗ khác, đó là một cái phần khó nhất. Thì bây giờ thì để cho anh Út giúp anh tính như thế nào đi, chứ bây giờ anh em cũng gối quá, người ngoài tiếp cận không được. Cảm ơn tất cả các mạnh thường quân cũng như là chị Quân ở Đài Loan á. Hiện nay công trình cũng đang tiếp tục đang triển khai nhưng mà bị đình trệ, chắc có lẽ là sẽ làm nhưng mà sẽ vài ngày nữa để tìm một cái phương án tốt hơn. Rồi bây giờ thì đây là cái phần nhà bên hông của nhà của ông bà cụ á, là mẹ của anh Cường á, thì được mạnh thường quân của em Phong hỗ trợ, thì bây giờ cũng đang tiến hành để mà lắp ráp vào cái khung này. Ở dưới là khung sắt thì nó khá là an toàn, cái mái ở trên này là cũng cực kỳ chắc chắn luôn cô bác quý anh chị. Thì tí xíu nữa khi mà khắp gấp xong cái phần khung á thì sẽ tới một cái phần sàn. Phần sàn ở dưới này là cái chất liệu gì anh Vũ? Miếng simbo. Simbo nghe nói là nó chắc chắn chịu được nước luôn hả? Chịu mưa chịu nắng luôn. Dạ. Ồ nhìn cái sàn nước kìa. Tháo ra mình nhưng mới thấy nó khủng khiếp hơn. Sàn nước nó mở rồi mình làm tới đó luôn đó. Dạ. Cái đó là mình làm cái phần thấp đúng không? Dạ. Cái đó là để đi nó thấp nữa, anh có bước xuống lên xuống thì đó anh bước xuống, còn cái sàn mình là tới ngoài đó đó. Dạ. Bây giờ thì anh Nhất là em của anh Cường sẽ đem cơm trưa ra cho anh Cường để xem cái phản ứng của anh như thế nào. Cũng khá là thương khi ngày này anh Nhất phải nghỉ đi hái ớt anh Nhất. À nghỉ đi hái ớt và không có tiền mua thuốc mà cũng phải mua cho em mình một cái gói thuốc để hút. Khó tiếp cận của anh Nhất thôi. Anh Nhất cái gì khó không hả? Khó không biết mà im lặng nha. À không sao thì đi vô biết đây, không sao. Đi trên này nè, không đi Út Dứt hay Út Nhất? Út Dứt. Nói nhẹ, đừng có cho ảnh hay em nha. Ừ. Hồi cưng núp chỗ đó mà hì đi. Em núp. Cơm này Cường. Cường ơi. Cơm. Ngủ hoài. Bỏ vô cho nó. Thuốc còn không? Thuốc còn không? Ở thuốc cậu. Nụ mẹ. Ngày nay ta không có màng, ta không có tiền nữa. Có nhiều, có nhiều đó. Màng không tiền gặp mày hoài. Xé cái bọc ra. Ấy nước mắm rồi kìa, ấy qua đó đó, ăn đi. Bởi vì nó bật lâu cầm bông. Ngày nay nghỉ, hai ngày nay nè. Có tiền đâu. Có tiền đâu ăn hoài. Không để riêng ra để không ăn. Có chừng mặn đó. Bên chín tấm bên cấm bên chín cái cành đó. Có quẹt ham đương đi hút níu coi. Có quẹt đâu? Đưa quẹt cho mượn coi. Quẹt đâu rồi? Cái gì? Quẹt đâu trả này. Tên nào? Mày bỏ đâu? Bỏ tên nào? Tên... Cái gì? Đủ mẹ, cái này gói thuốc ở đây, cái dục ở đây nè. Đây còn 5-6 điếu này nè cha ơi.
Ngon thơm, ngon được gì. Ngon không? Ăn đi rồi vậy, ăn đi rồi chữ vậy, ăn đi no đi còn chữ tao. Ngày mưa tao đâu có mặn được đâu. Chị Sáu ngày qua bà đem vô cái gì cho mày à? Ngày qua chị Sáu đem cái gì vô cho mày à? Bà đem thịt chó không? Chó đen mặn rồi đó. Nè, qua cái này cái không có bụi bặm không. Thế nè. Ba chỉ cần băng. Ba chỉ cần băng hậu. Ăn đã. Chị nữa giờ chỗ này nè mẹ đó anh mẹ nó giục nó sạch đi mà để hù gừng hù ờ chỗ mày nằm kiến không tao mà dơ là tao không có chịu. Tao mà hơi kỹ lưỡng sạch sẽ tao chịu. Bỏ chưa lắm không. Hồi đó trưa đói đó ăn. Ba chỉ ca ba chỉ ca ba chỉ ta la ba chỉ ta la. Chai nước nó ăn vô. Dám cứ gian cấm cửa. Dám cứ gian nhìn cái chuyện của tao sao? Cây này cứng à. Này nó mát cái cũng được rồi. Thôi nghỉ cắt. Đói đó. Hả? Ừ, giác này cái nó không có ngừ là nó không có ngừ là nó rất là dễ. Được, tiếng này em hỏi tí xíu. Nãy anh lượm đá để dục hả? Không biết lượm đá dục đây thôi để nữa thì anh em có làm lỡ có bị gì nên kia cũng tội nghiệp cho biết nữa. Thấy lượm cho nó sạch sẽ để thôi để nó moi nó móc mà nó chọi cho anh em mình chứ không phải là gì. Ủa tao này khổ lắm mày ơi. Và tao biết có khi lắm lúc tao cũng chán. Đã đi mặn mệt mà đem cơm ra đem cơm vô cho nó. Không, chữ thì nó không có chữ mà điều con gái như là lâu lâu nó có cơn cái vô cái nó cũng khi lúc đem mình mệt khi nó cũng quạo quọ mà cũng gán mình bớt bụng. Khi lúc cũng chán đã đi làm lên mệt có khi đó như ngày nay mình điện ngày hôm qua ngày điện đó cái mình điện hầu người ta nghỉ bẻ 2 ngày bây giờ không làm được rồi dự tính sao giặt tư dập xong rồi sắt khung sắt xong rồi thì biết rồi thì bởi vì này mang là quyết định là phải làm.
Đêm nay là mình cử hành là 4 giờ khuya trói lại, nịch lại rồi mới cuột lại cái góc cột bị dưới đó. Rồi anh em mình trói lại hết luôn. Rồi bắt đầu mình nịch đỡ nó đi rồi chịu cực cậy. Nhưng mà mình chịu, Út biết chịu cực đút cơm cho nó chứ làm sao giờ. Chứ giờ làm sao giờ. Đặng cắt cho nó rồi, đặng, nó cắt cái đó là được, nó mới yên tâm. Mình bằng mướn nhiêu, mình ăn nhiêu. Chứ giờ cái cảnh này của nó giờ nghỉ giờ mình ăn cũng không đủ. Đúng rồi. Thôi cố gắng nghỉ 2 ngày đi. Ờ, thì Út nghỉ 2 ngày đi thì điện hầu người ta. Rồi kiếm người trói lại. Ờ, thì ngày nay Út Út cũng kêu mấy thằng bạn tối nay 4 giờ khuya đó, kêu điện cho nó, kêu nó lại tiếp. Chịu chưa? Nó chịu, được 2 thằng rồi, dưới người nhà được 3 thằng, nó 5 người vừa. Ừ. Gian lực trước cũng 5 người đó. Ừ. Trói lại. Thì trói lại chịu cực cày mẹ, vậy đi rồi chạy nữa, ấy thì cơm thì nước mình đút cơm cho nó. Rồi sáng ngày mai mình qua làm sớm luôn. Sáng ra làm sớm luôn đó. Ừ. Nào cử hành là mình làm liền. Rồi anh em mình đi vô khổ lắm mèo. Dạ, lọ nước luôn. À, sáng nay á, dạ vừa hồi xin chào cô bác của anh chị. Thì khuya hôm nay là 4 giờ thì mọi người đã tiến hành di chuyển. Có nghĩa là làm cho anh Cường cố định lại để mà có thể tiến hành khởi công. Thì hôm nay thì có thợ đạt nè. Rồi tất cả các anh em. Để mà, à dạ, nước không à? Lội nước. Ôi nó sập một cái. À. Rồi sâu chứ hả? Ừ, cái nửa là ốc biết mua dạ. Trời ơi trời. Nước sập. Dạ sâu đến ống quyển luôn. Ừ. Quá. Bận thêm cái len nữa đi ông Dứt. Len á hả? Len á chứ. Mượn ở đây, mượn đâu giờ? Ở đây thì làm cái phần sàn. Đây có một cây cầu. Trước tiên là mình sẽ đào lỗ để mình chôn những cái trụ đá xuống, sau đó sẽ đổ sàn. Cái phần sắt thì cũng đã làm xong rồi. Nhà của anh Nhất á, thì không có người nên là nữ mọi việc dẹp dọn cũng nhờ mấy anh này làm từ thiện hết à. À, vui không anh Nhất? Vui không? Buồn, sao buồn? Làm mà sao buồn? Thấy cái cảnh của nó mà trói cái sợ cái gì mà nước cơm nước nó ăn không. Thì để nữa như mình mua nước ngọt cho nó uống, cho nước nó uống đỡ đi chứ. Thì cũng này mai cũng rồi. Cố gắng là cho em mình có cái được cái nhà cố định đúng không? Chứ bây giờ nhà này thì thấy cũng tội nghiệp. À, cái nước này thì nó đen nhẹm luôn. Làm ngay chỗ này, bề ngang 3 mét. Thầy Đạt là sợ có tấn công đột xuất hay sao, đội nó không bảo hiểm mà. Mình thấy nó có khủng lắm. Trộn đổ bê tông ha. Đã có gì đâu. Trộn đi nửa bao. Còn mấy trộn nguyên bao đi là 6 cát 8 đá. Đổ ngoài đó luôn hả vậy? Đổ ngoài hay đổ sao hồn? Trộn ngoài hay vậy? Trộn ngoài. Cái ở ngoài có cái cối trộn, cái mình xiên khiên vô đây. Ờ cái cối nó có cái cối trộn. Lát nữa em có thằng em nó đứng cối ngoài. Con đi ra với chú Thành đi, đi, đi ra con anh ở ngoài. Ờ đâu không biết đi ra ngoài đâu, không biết ông biết bơm. Cái len sắn đây giùm lỗ làm dấu đi. Bây giờ là anh ở trong này nè. Anh ở trong này anh cứ chửi liên tục mà không vô quay tại anh bị trói lại rồi. Mua sợ dư luôn đúng không? Có nữa mình trả lại mình trả. Cây nóng kia hồi qua nhiêu cây? Nói mình trả lại mình trả ra. Hôm qua coi bao nhiêu tiền một cây thôi. Dư thì mình trả lại. Đúng rồi. Sách tắm gai hôm qua bác có mà. Anh chửi quá chửi rồi. Tắm gai đó. 50 ngàn. Sách 10 thiếu đó, sách đó là sách 10 thiếu đó. Đại đi. 50 ngàn cây. Mà mua 10 cây nữa mình gỡ lại mình. Còn dư thì mình trả lại. Mình sai. Dạ. Mình mua cái khác. Có kéo có mấy cách trên này. Có kéo. Này vất vả cho mấy anh rồi. Bây giờ đào. Lát nữa là phải khiêng trộn xi măng ngoài kia rồi lội nước qua đây nè. Đó, rồi khiêng phải từ từ cái nhà ngoài trước đang xây cái đường nhỏ xíu à.
Rồi phải khiêng vô đây rồi phải lội nước qua cái con kinh nhỏ xíu này nè. Mà cái sình này khó đi á. Đúng rồi. Nước nè. Ôi. Bây giờ là truyền tay đi. Ăn bây giờ. Mày ở ngoài dựng có cấu trộn. Trộn đi dựng thẳng gác tay ra vô chứ sao giờ. Dạ dạ. Phải cố định ảnh một chỗ thì mình mới có thể làm được. Nhưng mà buổi trưa là khoảng 11 giờ là ảnh đi. Không hơn. Đi ra ngoài. Tao kêu mày đi ra ngoài. Đi. Em đụng coi... mẹ mày nãy giờ tao nói mẹ gì mày? Em coi mấy ông thợ làm đây. Mày tao nói mẹ gì? Dạ dạ. Tao kêu mày bước ra ngoài. Dạ. Lấy mấy cái cây này cắt ngang thảy xui xui cái lấy cái dán. Mấy cây 38 vô chú. Nè miếng này nè. Đem bê tông mà từ ngoài kia là khoảng vô đây khoảng 200 mét ha. Lội sình đó. Lội qua cái con mương nhỏ xíu à. Dán đi được không? Dạ. Cái miếng của ông chú đó kìa. Cái sàn này nó bằng cái sàn cũ không đâu? Ở bên đó bôi sắt sáng, cái dĩ đó thấy không? Cái dĩ sắt đó thấy không? Dán cái chừng gãy nha. Cái này gãy không? Gãy chút dán làm không có. Không có, dễ gì. Ô dán này để một chút làm luôn rồi, chứ đi được chỉ được có một chút à. Trời dính dắt luôn rồi. Mọi người ở đây á. Mình đi đỡ này đi rồi chút mình lấy đỡ không gãy. Bởi vậy đinh không à. Đi đinh đi lóc dưới đó thấy đường đâu mà. Có đấy hết rồi. Qua bên lấy tiếp mấy nhỏ bánh kìa. Nhát ít ít đi mình đi nhiều người. Cho cây ở dưới đạp đinh không à, nguy hiểm. Ở dưới nước là không thấy đường né. Đây là cái đội từ thiện. 4-5 anh em này có phụ mới xong chứ không có thì cũng không có xong. À. Cái âm thanh của anh Cường phát ra thôi mà anh la mình. Đó, mình cũng sợ nữa. Như thiệt. Ủa em nhiêu tuổi rồi? 20 tuổi rồi. Dạ. 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 16 tuổi đi làm từ thiện rồi. Ồ dữ ha. Thêm nữa không? Thêm hồ nữa không? Thêm nữa không Đạt ơi? Nữa chứ. Lỗ này nữa nè. Không ngày nay rồi phải xong mới được. Có sao không em? Ồ trật té luôn rồi. Mới 16 tuổi thôi. Giỏi ghê ha. Đây nè, đâu quay cái đít anh coi coi. Trời ơi trời. Nhìn cái đít. Thương ghê không? À, dắt bê tông là phải từ Mỹ ngoài đường đó. Dắt thẳng vô đây. Mà cái đường nó khó đi chứ. Đường lên dốc xuống dốc, lên dốc xuống dốc. Ba cái gò đất á. Em này cũng mười mấy tuổi rồi. Vậy mang à.
lên đó đi mẹ. Rồi uống miếng nước đi. Có dây chì đâu móc xây đâu lấy nhanh nha. Ủa em tên gì? Dây chì dài dài ở dưới sàn cái chỗ bao xi măng á. Tiến hả? Chị. Nhiêu tuổi rồi chị? Em 18 hả? 18 để gãy sừng trâu. Kìa kìa, nhìn anh đó. Đi lên những cái gò đất nó khó đi lắm. Có sao không em? Ồ, trật té luôn rồi. Mới 16 tuổi thôi. Giỏi ghê ha. Đây nè, đâu quay cái đít anh coi coi. Trời ơi trời. Nhìn cái đít. Thương nhớ không? À, dắt bê tông là phải từ Mỹ ngoài đường đó. Dắt thẳng vô đây. Mà cái đường nó khó đi chứ. Đường lên dốc xuống dốc, lên dốc xuống dốc. Ba cái gò đất á. Em này cũng mười mấy tuổi rồi. Lên đó đi mẹ. Rồi uống miếng nước đi. Có dây chì đâu móc xây đâu lấy nhanh nha. Ủa em tên gì? Dây chì dài dài ở dưới sàn cái chỗ bao xi măng á. Tiến hả? Chị. Nhiêu tuổi rồi chị? Em 18 hả? 18 để gãy sừng trâu. Kìa kìa, nhìn anh đó. Đi lên những cái gò đất nó khó đi lắm. Bây giờ thì sẽ tiến hành một cái công đoạn gọi là đóng cốt pha để mà đổ bê tông lên ở trên này. Bây giờ mình cái nhà ở trên đó thì của ông bà cụ á, cũng dư được một số gián tận dụng lại. Cái gian này thì cực kỳ chắc luôn, tại vì ở dưới này nó sẽ có trộn bên trong mà chịu dựng cái chân nè. Đất này cũng cứng lắm. Đinh đó tất đó anh. Đây dây bẻ đây. Ngoài dây bẻ nhiều vô. Cái vàng này chủ yếu là chịu để cho bê tông nó khô thôi. Đạt kêu mua một tấc. Cái một tấc đinh một tấc để dành đặng mình quay ấy kìa. Chứ đâu phải mua đinh tấc rồi đóng đâu. Quay cây hai cây rồi được rồi chi mua giữ kêu mua 5.000 bạc nữa rồi. Mua 10.000 kệ đi. Giờ đi đâu đóng này đinh nè. Ông kia ông lễ nữa. Cái máy chưa rồi, hôm ấy thì có khách hàng chút là vác đi lên cầu thang tổng cầu lên đây đổ luôn à. Hồi sáng giờ thì cũng 2 tiếng đồng hồ thì bây giờ cũng xong cái phần sàn, có nghĩa là xong cái phần cốt pha. Thì chuẩn bị đem một cái dĩ sắt lên đây để bô tiến hành cái công đoạn tiếp theo, đó là đổ bê tông. Sau khi mà đổ sàn xong á thì sẽ gáp cái phần khung sắt ở trên, có cả một cái mái che, thì khi mà cái phần bê tông nó khô thì ngày mai mình mới có thể gáp được cái khung sắt của bác của anh chị. Và cái việc khung sắt thì Bùi Hồ cũng đã nói với anh thợ, anh cũng đã làm xong. Đó. Bây giờ thì cái phần sàn này cực kỳ chắc chắn luôn. Mình phải trải một cái miếng bạc như vậy để mình để cho hồ nó không bị chảy xuống á. Cho phòng. Trước khi ginh á, ta dẹp đồ cho nóng nó đi. Dẹp hết. Đặt lên đầu cầu. Có đặt à? Đặt. Lại lại kêu hình nước rồi. Rồi, bây giờ những cái xô hồ đầu tiên đổ lên cái sàn. Cái phần này là cực nhất luôn á. Tại vì kiếm cái người mà trộn hồ khó lắm. Thôi đặt, đặt cho mình con thấy dữ lắm nè, bị nó kê cái này lên, cái này cao dữ lắm nè. Quá khô à. Để đi rồi đổ nước thêm. Thôi đổ nước thêm. Làm giác à.
Thay vì những cái chỗ khác người ta làm nhà thì rủ nhà đem nước ra, nhưng mà đối với anh Cường làm nhà cái bên anh chửi. Đổ cho nó thấm hả chú? Trời ơi. Ổ này dày dữ hả Đạt ha? Cũng dày ha. Đó, em mình nó có 18 tuổi thôi. Cái này qua một đêm là khô liền hả Đạt? Lúc đầu thì dự tính là các anh em sẽ làm gạch, nhưng mà nếu như mà gạch thì nó sợ anh Cường ảnh đi quá nó trơn á. Lót gạch lên thì nó sẽ trơn đúng không Đạt? Trơn thì cũng nguy hiểm, mà nếu như mà là mình đào mình tráng nhám gì thôi thì nó sẽ an toàn cho hơn anh Cường, cho anh Cường an toàn hơn. Đạt làm là phải thủ cái thế gọi là đội nón bảo hiểm. Nhờ hên có cây cầu lên thấy nó cũng dễ ha. Cái này khoảng hơn tiếng xong không thầy Đạt? Xong ha. Mời có mời nghe. À, như vậy là cái phần sàn cũng đã gần xong rồi cô bác anh chị. À, sàn này thì mình sẽ không có lót gạch. À, lý do là lót gạch thì sợ anh Cường á, ảnh bị đi rồi trơn trượt. Tại vì ảnh khi mà thả xích ra thì ảnh sẽ rất là hung dữ và ảnh sẽ chạy tới chạy lui, thậm chí là có thể gung cái lồng sắt. Nên là nữ là các anh em quyết định là sẽ để làm nhám giống như bên cái sàn ảnh đang ở hay Đạt ha. Ừ. Cái công trình này làm hồi sáng giờ thì cũng khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ. Lúc đầu á là cái công trình này mướn cái anh thợ đó, thì ảnh nói là cái phần này là 9 triệu. À, thì không biết là như thế nào các anh muốn, thì các anh em cũng cố gắng tiết kiệm tiền thì mình làm cái này, nó chi phí vật tư thì nó mới khoảng 1.8 triệu ha, khoảng 1.8 triệu à, 1.6 triệu rồi sáng 200 mấy nữa, 1.8 triệu 9 nữa nó cũng dư ra được miếng. Cái này là mình để vậy luôn, mình chà lại cái nữa không Đạt? Khác đi, anh em không có nhận đâu. Không nhận hả? Thôi bây giờ như vậy anh Thanh ơi, tại cái công việc hàng ngày á thì anh cũng đi làm việc thiện, ví dụ như còn nhiều chỗ khác, bây giờ anh cứ nhận cái số tiền này đi. Để sau này đổ xăng. Đổ xăng đấy, anh đi làm những chỗ khác nữa anh.
anh đi làm những chỗ khác không có nhiều tiền đâu. Không, cái này anh cứ nhận giùm em. Anh nhận đi để đổ xăng đi làm những chỗ khác nữa. Có kinh phí. Không có trả này là không phải trả công. Không phải trả công anh, nhưng mà em gửi tiền xăng để sau này mấy anh em đi làm những chỗ khác anh Thanh. Anh em mà hỏi giờ đi là nhét vô túi cho anh đi. Đây. Bây giờ đây. Trả bỏ anh nè. Đây nè anh em. Anh lấy đi. Anh không kịp chịu lấy tiền luôn. Làm chỗ khác anh chứ không phải là trả công cho mấy anh em. Này là không phải công mà anh để hỗ trợ xăng để anh đi làm những cái chuyện thiện, những cái chỗ khác nữa. Thân của anh Cường thì khi mà chứng kiến cái căn nhà mới đang xây thì cảm giác như thế nào? Cũng biết cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân này kia, như các nhà cho anh Cường rất là yêu mới biết mình. Sáng nay khi mà thợ họ mang sắt tới á thì mình có tưởng tượng là mình sẽ xây một căn nhà như vậy không? Đêm hôm qua thì cũng nhất nghĩ là mọi người sẽ xây căn nhà như thế nào. Nhất nghĩ rằng không biết như là xây, không biết là nó có chất lượng hay không. Rồi biết cũng sợ nữa, thấy như sắt vậy, thấy chất lượng thấy cũng mừng. Hôm nay thì có bạn đến thăm, thì một vài anh em cũng đến á, cũng muốn hỏi rõ về cái câu chuyện của gia đình mình, thì Út Nhất có thể chia sẻ cho bạn bè mấy anh em ở đây hiểu hơn về vì sao hồi xưa anh Cường anh có gia đình rồi gặp sự cố như thế nào thì đến bây giờ mình phải đối mặt cái nghịch cảnh như vậy. Thì cái lúc nó có vợ bên An Giang đó, rồi cái nó sống bển cũng 8-9 năm bển rồi. Rồi sau này rồi không biết ở bển nó có lịch sịch gì không, rồi vợ nó mới bỏ đi. Bỏ đi đâu cũng 4-5 tháng gì á, rồi sau nó nói không, nó về bên đây nó nói với ông bà, nó hỏi sao không thấy vợ nó về. Rồi nó nói nếu mà 3 tháng nữa nó không về thì nó mướn ghe nó về bển, nó chở cái nhà nó đem về bên đây, nó cắt nó ở về ở đây. Rồi cha mới thì ai biết đâu mà hái, thì vợ về bên đây rồi có cái nền trong đó thì mày đều chịu cực mà dứt đất thảy lên đổ nó ở. Rồi đâu 3-4 tháng sau rồi nó mới dỡ nhà, nó mới đem về bên đây nó dựng nó, rồi cái con nó sống ở đây với nó. Rồi cái sống thời gian cái không biết sao á, mẹ nó gù nó không biết sao, cái nó đi về bển đi theo mẹ nó, cái bỏ nó, cái đâu có năm sau cái nó phát bệnh lên, cái nó phát bệnh lên, cái nó thấy nó ngáo ngáo đó, cái đầu mới thấy vậy, nó cũng nó đốt này đốt kia, cái sợ cái đầu chở nó đi, chở đi xuống dưới thì người ta nói nó bị chuyển qua bị tâm thần nặng. Rồi ta hỏi chứ có khả năng lo cho nó không, hả lo thì để ở dưới cho biết nuôi, rồi biết nói nhà gia đình không có khả năng. Rồi người ta mới đưa thuốc lấy, người ta thấy thấy tội nghiệp, người ta đưa, người ta ăn được 3 triệu mới về đây, nó uống đâu từng lễ gì, cái bắt nó về ngoài ở sống với Út Nhất, đặng mình ấy thuốc cho nó uống đó. Rồi cái sau này cái đâu mà nó uống cái nó lấy cái dao cái nó chặt mấy cây cột đó, nó chặt cái nó gượt này kia, cái thấy nhóm bời không im, cái mới thả về đây bữa với hai, cái về đây đốt nhà nữa, cái thấy không im, cái cháy quỵ xuống thân, cái đầu xích nó lợn luôn. Những lần mà Út Nhất khi mà tiếp cận á Trang á thì anh Cường anh có những cái biểu hiện là ném nè, tấn công nè, đánh như này, đánh mọi người xung quanh luôn. Út Nhất có cảm giác khi nào buồn không? Buồn giận. Buồn có khi lắm, lúc giận nói mày làm quá, tao cũng buồn, tao cũng mệt mỏi, tao không muốn đem cơm cho mày. Đã mặn mệt mà tao gặp cái cảnh của mày tao cũng chán nữa. Mình nói nó vậy là buông ra rồi cũng rồi. Vậy thì lần nào nhất buồn nhất trong mấy năm qua khi mà chăm sóc anh Cường? Cũng năm cộng 7-8 tháng nay nè, mình thấy cũng như đã mình mặn mệt mà như mẫu thằng là đem vô nó ăn, cái có khi cảm thấy cái gì cái nó ưa ăn, rồi cái nó chữ bớ nó nói này nói kia, mình cũng có khi mình đi ra mình về mình cũng buồn nữa, mình đều nói cậy mẹ đi chứ nó khùng giờ biết người sao vậy. Mỗi ngày Út Nhất lao động được bao nhiêu tiền? Út Nhất là 6 giờ sáng này đi cho tới 10 giờ là Út Nhất được 70 ngàn. Út Nhất về cơm nước cho nó xong rồi 1 giờ Út Nhất nằm nghỉ ngơi, 1 giờ Út Nhất đi làm buổi chiều nữa là được ngày được 1.4. Mình ăn uống đi làm vậy thì ăn uống như thế nào và còn dư lại bao nhiêu không? Cũng như giấc sáng phải không, là ổ giấc sáng là đi chợ mua đồ ăn là hết, mua này kia rẻ rẻ thì hết 50 ngàn tiền cá. Rồi để nhà cho cha ổng làm nữa, rồi ổ biết đi làm về thì đem cơm vô cho nó. Vậy thì rồi còn nước nâu thì cơm giấc sáng thì ổ biết mua cho nó như sáng vậy, thì mình mua cho nó 15 ngàn nó ăn. Nó ăn sáng là ổ biết tại ổ biết đi làm tới 10 giờ là sợ nó đói. Rồi cái 10 giờ cái đầu lên cái Út Nhất mấy cơm nước bớ hộp cái đem vô cho nó ăn, rồi cái
không biết tranh thủ một giờ cái mình đi làm nữa hả? Một mình Út Dứt lao động là phải nuôi đến ba người, bốn người, ổng bả với thằng em nó bị khờ đó, với thằng Cường nè. Vậy thì có đủ chi phí sinh hoạt cho nào ngày cũng thiếu rồi, có khi lắm lúc với cũng mượn chị Sáu với bà chị Sáu á, có khi bà nó có thiếu thì xuống dưới rồi bà cho mượn như 100, 200 được, chừng nào mà thấy tiền bằng có đôn á rồi trả lời. Có ngày nào mình bệnh rồi mình nghỉ rồi mình không làm nữa rồi có khi lắm lúc cũng như là cái thời gian như ngoài cồn như gãy người ta trồng cao đó, cái cũng như là người ta thu hoạch cái người ta đứng mướn lợi, cái mình nghỉ thấy tỷ như 3-4 ngày vậy đó, rồi có khi chủ này chủ kia cái người ta điện người ta kêu như sáng ra làm trồng cải hoặc là cuộc dây hoặc là bẻ dưa vậy đó, cái mình đi. Ba của Út Dứt á là bị nhức mỏi nè, rồi bà là bị bệnh nữa. Vậy bà thì bị tâm thần rồi, cũng như ba không có biết gì đâu, thì bà ở nhà lẳng quẳng gì hoài đó. Rồi tiền đâu mình mua thuốc ta? Thuốc hay nào nghe Út Dứt không có cho uống thuốc. Cũng như mình thấy cũng như bà cũng còn mạnh tới lui nên kia rồi mình cũng thâu kệ đi lây lát vậy đi chứ sao rồi ấy được. Hôm nay thì chia sẻ với mấy anh em tại sao Út Dứt lại muốn khóc ta? Tại mình thấy cũng như suy nghĩ thấy cũng buồn. Sao buồn? Nói cho tụi em nghe với. Tại mình thấy cũng như cái cảnh như mưa gió này kia mình sợ như nghĩ ấm gai đó. Hết mình sợ cũng như làm không được. Anh Út Nhất ngày hôm qua có chia sẻ với tụi em một cái câu rất là hay. Thấy thằng em mình có được cái nhà mới thì vui đó. Nhưng mà buồn thì thằng em mình bị vậy. Nó nửa vui nửa buồn vậy á. Mình buồn cũng như là làm gì vậy. Cái việc mà anh em phải làm một cái khung lồng sắt như thế này á thì phải khống chế anh Cường lại. Thì hôm qua nay anh Cường có ăn, anh có thể chia sẻ ăn uống gì sao? Ngày hôm qua với Tấu cái 6 giờ rưỡi này Út Dứt vô đốt nhà mũi nó cái mới đút cho nó miếng cơm. Cái nó nói mày không thả ra ra sao tao ăn được mà mày đút. Rồi đút nó ăn rong miếng gì đó rồi cái nó nghỉ rồi nó kêu mua cho nó sữa. Rồi cho nó uống vừa xong hồi nãy mới mua cho nó 1 ly sữa cho nó uống cho nó im đó. Đưa vô cái miệng nó cái nó hút. Hỏi thiệt ha, hôm nay thì Út Dứt còn được bao nhiêu tiền ở trong túi? Hồi sáng này kêu Út Dứt mua, ngày đưa ngày hôm qua, Út Dứt còn đây 400. Là Phong đưa hôm qua? Phong đưa ngày hôm qua. 500 ngàn, hôm qua giờ xài có 100 ngàn à? Tại vì hồi sáng mua cái này kia, ông chú ông kêu mua cái đó đó. Mua cái đồ mà, cái cửa đó. Mua ổ khóa nữa. Đâu có xài gì đâu, tận dụng hết. Út Dứt tận dụng, không có dám mà bung lô bung la. Sợ nó hết nữa chừng cái nó có mùa này kia cho nó cái không có. Út Dứt là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Không biết hôm nay 49 tuổi rồi. Có khi nào lo là khi mà mình đi hái ớt, mình bầu ớt hết nổi thì ba mẹ của mình với lại Cường sẽ ai là người lo lắng không? Anh Cường? Thì nào ngay cũng như lâu lâu cái như cái lương của ổng đó. Rồi cái ổng cũng hạ tiện hạ tặng rồi cái nào này hết. Mà không được thì ổng đưa cũng như vài chục này kia đó đi mua đồ ăn tiếp. Ông cụ là có lương hưu? Ông có lương hưu á, ổng bả á. Lương già? Lương già ăn tháng 270. Lương người cao tuổi á. Buông tay! Thấy đã không? Không, cái nhà im rồi. Nếu như mà Út Dứt lao động thì bao nhiêu ngày thì mới được ngưng ăn luôn, mới được xây cái lòng? Của cái này Út Dứt nếu mà ngưng ăn của cái này còn cả năm á. Út Dứt ngưng ăn thì một năm thì Út Dứt làm được. Hồi đó giờ có bao giờ mình ước mơ mình xây cho em mình cái nhà gì? Có, đã tao này nè là Út Dứt làm bà cho nó là 6-7 trận này nè. Là một lần Út Dứt đóng mít á mà nó giọng nó phá banh ghét rồi cái đầu Út Dứt mấy nó hồi kệ ấy đi nữa rồi đóng lại cho nó thì đó bữa đó cũng làm lại ba cái thanh mới đó nó bay xuống hết á. Là ngày sau là Út Dứt kêu anh Sáu chị Sáu lên là tranh thủ là phải làm liền cho nó luôn á. Chứ đâu có để gì được. Anh có thể là anh chia sẻ lại mà cái ngày mà dòng lóc tóc máy đó là con từ đâu mà cái bữa đó Dứt đang ở trong nhà cái đầu thấy mưa đó, mưa cái tưởng đầu nó ấy sao Dứt nghe cái nguyên miếng nó dằn nó bay xuống đó, rồi cái mình mới tưởng nó gì dòm ra rồi nguyên cái tấm to nó dằn ở dưới cái lề này nè,
kêu dứt mới lấy mấy cái miếng ton cớp này nè, dứt cái nó mới lấy cái cây ngang để lên vậy nè, cái dứt chịu lại cho gió đừng có thổi lên á, đặng cho nó vô đó nó đục. Rồi dứt dầm hết đám mưa rồi cái nó mới nó bớt bớt mưa rồi cứ dứt mới về ngoài rồi xuống mới xuống chị Sáu kêu mới lên làm liền, mà dứt đó là 5 giờ sao làm được. Tụi em nghe nói là cái ngôi nhà của mình hiện nay nó dột nát, ông bà ngủ không có được nữa. Cái chỗ cái trụ điện á, cái nó cũng như là đóng một lần xuống cái nó giờ cái nó mục cái nó cái trụ điện nó tấu cái nó mưa cái nó nhiễu xuống cái chỗ đó ngay xuống đó. Sau khi mạnh thường quân hỗ trợ cái phần nhà ở máy bê tông á thì giấc ngủ của ông bà ngon hơn chưa? Ngon, ổng bà ổng nó ngủ vậy mà nó không có lạnh chứ nó không có mưa mà nó phóng vô ngay một lần đó. Nào ngay cái đó là chỗ đó ổng mừng ổng ấm rồi. Thì bữa đó ngày nó qua này ông ngủ tới một lần ông ngủ 4-5 giờ là ông thức rồi. Giờ ngày nó qua mà ông ngủ tới sáng luôn. Tại một lần như nó ấy đó, nó ấy là lạnh lẽo này kia rồi ông cũng khó ngủ. Có một cái điều như là thứ nhất, anh bị giam như vậy á, sức như vậy á, thì có khi nào anh cảm giác thấy tỉnh táo, gặp ai anh tỉnh táo không? Không, cái lúc mà như cái người nào vô là cũng như trong mình nó cũng như cái gì ở đâu á. Còn như là biết thường vô hoài hắn là mình lau chùi hoặc là làm kia lặt vặt ở trên đó thì nào ngay bình thường. Vậy thì chẳng hạn như là người thân, vợ con hoặc là ai đó, có khi nào anh có thể nói chuyện một cách bình thường không? Có, như con nó cũng như là một năm vậy một lần đó. Cái nó kêu con nó qua bên bệnh, cái con nó đứng chỗ cầu thang đó. Cái nó nói chuyện qua lại với con đó, rồi cái nó kêu sao mà không lại gần, nó nói cũng như là ông như vậy sao con dám lại gần. Rồi nó kêu ba hớt tóc hay gầu gâu đi, ông nói thôi tao để như vậy chứ tao không có hớt. Rồi nó cũng sợ, nó đâu có lợi. Rồi nó đứng ngoài cầu thang rồi nói chuyện với ba nó thì đâu hờ vậy, rồi nó ra ngoài rồi nói chuyện với ông nội một xíu rồi nó chạy về bệnh. Ngày hôm qua khi mà mọi người lén lút để khống chế ảnh, trói anh lại á, trói xong rồi sáng dậy nhất thấy cái hình ảnh mà đứa em mình bị trói giống như là một con vật như vậy, có khi nào không? Mình cũng buồn rồi, sáng ra gặp nó ngầu lên vậy mình cũng buồn, mà mình nói thôi kệ gán, cũng như kệ đi, cũng như có 2 ngày nữa là cũng rồi rồi là nó xong rồi là mình cũng yên tâm mà kệ gán chịu đựng vậy chứ sao giờ chịu cựng đút nó vậy đó chứ giờ không ấy, hôm nay mình bỏ nó đói thì được. Rồi ba Út Nhất có thấy được hình ảnh đó chưa? Ông thấy rồi, ông ngày qua như cái đám tôn dở lên, ông thấy nó ngầu đó, ông nói sao không thể vô tháo cái cánh tay lấy ra cho nó ăn. Người giờ nói tháo ra người ta chưa gáp nó sao tháo được. Bây giờ chắc khoảng vài giờ đồng hồ nữa thì cũng đã xong cái căn nhà rồi, sẽ di chuyển hình xong trước mắt là bây giờ mọi người cũng đã chuẩn bị cái tông đơ rồi, hớt tóc cho anh Cường. Có lẽ là nhờ Út Nhất chúng nó biết có người phụ để vịn lại. Vịn lại Út Nhất hớt nó chứ dành sao giờ đẩy cho sạch luôn. Ok vậy ha. Cảm ơn anh. Sáng ngày hôm nay á, thì các anh thợ sắt đã tiến hành cái công đoạn tiếp theo, đó là sẽ lắp cái khung sắt lên cái sàn mà các anh em đã đổ vào ngày hôm qua. Cái khung sắt này cũng khá là an toàn và chắc chắn cô bác anh chị ở trên nó sẽ có cái phần tôn ở trên để mà che mưa che nắng cho anh. Và sắt thì cũng rất là cứng, mình sẽ làm một cái cửa và một cái nơi để mình đưa đồ ăn vào cho anh. Và bây giờ mời cô bác anh chị cùng với Bùi Hồ ở bên kia để xem cái hiện nay lắp khung sắt như thế nào rồi ha. Những cái tấm tôn cuối cùng mà cũng đã lợp lên cái phần mái để che mưa che nắng cho anh Phường. Như thế này thì cũng rất là mừng cô bác anh chị, và Quyền Hồ cũng xin chân thành cảm ơn chị Quanh ở Đài Loan ha, đã hỗ trợ cho một cái khung gá là chắc chắn như thế này. Chú Vũ, lát nữa nhờ chú tháo cái này ra che qua bên đây được không? Không, khỏi đi. Mưa tạt. Có gió, mưa thì rút về đây, đâu có tối gì nữa. Để có gió đồ chứ để nắng đây nó hầm. Giờ nhưng mà đâu có ai chọc mặt lên mặt xuống gì đâu. Mưa đây bụi dồn qua đây. Nhưng mà mưa nó tạt không chú? Không.
Ủa thằng hớt cái loại mày ở đây. Chào đây anh hớt cho. Hớt thì đặng thằng ấy đặng thằng thằng đi ra ngoài cho nó tắm cho nó mát. Đợi anh ấy cho. Cường làm như bình tĩnh luôn á. Hớt mấy cái này thì cường á. Hớt tắm thì cái một mà. Cái gì? Tao hết tao bệnh rồi sao? Ôi, ông nói tao hết tao bệnh rồi sao? Anh nói gì vậy? Nó hết rồi, đau ốm nó bệnh rồi sao? Người tiền đâu lo đúng không? À, dạ như vậy là cái lòng sắt cho anh Cường cũng đã xong. Tí xíu nữa đây thì sẽ di chuyển anh Cường từ cái sàn cũ bên kia để qua một cái lồng sắt mới này các bác anh chị. Và cũng chân thành cảm ơn các anh em thợ hồ đội thiện nguyện nè. Và cảm ơn anh Vũ đội thiện nguyện của đội thợ sắt của anh Vũ đã làm cho anh Cường một cái nơi ở mới trong vòng 2 ngày thôi. Thì ngày hôm nay chia sẻ với cô bác anh chị cái phần khung sắt á, là anh Vũ thợ sắt chỉ lấy cái tiền sắt lại thôi. Và là tổng cộng cái phần khung sắt là 700.000. Ồ 7 triệu đồng, tổng cộng phần khung sắt là 7 triệu đồng. Và các anh thợ thì không có lấy công. Và ngày hôm nay thì thay mặt cho chị Quanh ở Đài Loan sẽ gửi cho anh thợ mỗi anh là tiền bồi dưỡng là 200.000 đồng. Con gửi cho chú ha. Gửi cho anh Khánh với lại gửi cho anh Bon. Dạ, thay mặt cho Mạnh Thường Quân cũng như là gia đình của... Thay mặt của nó cũng cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú nhiều. Lớn tuổi lắm rồi, ô nhiễm 50 rồi. Và thông tin với cô bác của anh chị, tổng cộng cái số tiền mà để hoàn thành cái nhà này, cái lồng sắt này đó là 9.600.000 đồng và Bùi Hồ sẽ công bố ở trên màn hình. Còn lại là 400.000 đồng từ 10 triệu của chị Oanh ủng hộ và gửi luôn cho cái phần này, tại vì đạt nó thôi để gửi luôn cho Út Nhất. Đây, gửi thay mặt cho chị Oanh gửi. Và chị Oanh gửi luôn 1 triệu đồng để cho Út Nhất có thể làm vốn nơi xây sở trong thời gian sắp tới. Cũng cảm ơn chị Quanh rất là nhiều, trong nước ngoài nước cũng rất cảm ơn chị Quanh. Hai sĩ này nè, có mua sáng mua gì ăn cho ông cụ. Thôi để anh làm mà anh làm anh cực khổ thôi đi. Không anh đợi đi. Thôi đi. Gửi cho ông có sáng có mua gì cho ăn cho ông. Rồi. Ông Nhất nói gì vậy? Khóc rồi. Khóc rồi. Ông Nhất có lòng cảm ơn anh em mình ở đây hết luôn, tất cả lo cho biết. Ông Nhất cảm ơn rất là nhiều. Có một cái câu chuyện như thế này, ngày hôm qua thì đội thiện nguyện cũng đã làm từ thiện và thậm chí là đạt để mà chủ xây cái sàn này. Thì Út Nhất đã rất là lo lắng, đã kêu một cái anh thợ với giá tiền là bao nhiêu không? 250.000. 250.000 một ngày. Và Út Nhất lo nữa là tại sao các anh em lại kêu thợ nhiều như vậy, rồi tiền đâu sẽ trả cho các anh thợ đó. Út Nhất cũng sợ, Út Nhất ở đây không biết làm sao rồi, chứ cứ nói với Phong nói cái phần đó để em lo. Phong cũng cảm ơn nó, Phong đã tiền luôn ngày hôm qua, 200.000. 120.000 Phong gửi luôn 200.000. Phong mới cho 200.000 luôn. Chứ thật sự kêu thợ là lo không có tiền trả. Đúng không? Út Nhất có hỏi Phong nói Út Nhất kêu hai người đi mà Út sợ Phong nó không có tiền trả. Út Nhất kêu có người một mà. Dạ. Ngày hôm nay á, để có được cái lồng sắt mới cho anh Cường nè, có một cái nơi ở ổn định cho ba mẹ của anh cũng như là anh, thì được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, của em Phong cũng như là của bên em, thì anh có nói lời nào gửi lời đến cô tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã ủng hộ mình đến thời điểm này. Mạnh thôi chị gì Phong? Chị gì? Cứ gửi đi. Chị gì nữa cũng quên. Tất cả Mạnh Thường Quân ủng hộ cho Út Nhất mà an toàn phải cho thằng em Út, rất cảm ơn trong nước ngoài nước là hết luôn. Rất cảm ơn rất là nhiều. Khóc luôn, nói kìm không được nước mắt. Và một lần nữa thì các anh em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho hoàn cảnh của gia đình Út Nhất đối riêng và tất cả các hoàn cảnh khó khăn nói chung. Và bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ hớt tóc cho tắm rửa cho anh Cường để về nhà, giờ vào nhà mới cũng như là di chuyển anh qua bên đây. Hôm nay thì ngoài việc là Mạnh Thường Quân hỗ trợ về một cái căn nhà cho anh Cường có thể là được sạch sẽ hơn với lại là đỡ gió mái hơn á, thì em cũng xin trích quỹ, mấy anh em cũng xin cảm ơn là nhóm Lang Thang Tự ở Hàn Quốc nhân trích 2 triệu đồng cái này gửi cho anh, tại vì biết là giờ chăm mẹ già rồi còn chăm anh Cường nữa thì cũng khó khăn đủ bề hết. Chị này của nhóm Lang Thang Tự ở Hàn Quốc là 2 triệu đồng
em đại diện em trao cho anh Út ha. Dạ. À, chị đó chị gì quên hả? Dạ nhóm Lang Thang Tự. Ờ, nhóm Lang Thang Tự Hồng Quát Út Dứt xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Sao hôm nay khóc dữ vậy? Đại hôm nay cũng nhiều cảm rồi cũng. Bao nhiêu năm? Dạ. Rất là mười điện khơi. Bao nhiêu năm qua anh chăm á thì có ai quan tâm mình như thế này không? Không, kiểu như là nó ngay với mẹ này cũng như là em mình vậy mình lo chứ giờ đâu có ai đâu ấy đâu. Dạ. Thôi đừng khóc, cố gắng đặng chăm cho ảnh. À, bây giờ thì cũng cố gắng làm như thế nào để hớt tóc được cho anh sạch sẽ đúng không? Đúng rồi, chứ này là phải những phải hớt cho nó rồi đó. Dạ, chứ dài quá rồi nhiều khi nó ảnh hưởng sức khỏe dữ lắm. Giờ mấy anh em chắc cũng đợi thêm người đúng không? Ừ, đủ người rồi. Dạ. Chứ có kêu mấy ông anh ấy đó. Dạ, bây giờ hỗ trợ đi, hỗ trợ làm cho ảnh luôn. Ừ. Một luôn rồi, còn gì nữa? Một cái nào thôi. Bây giờ hớt tóc rồi tắm rửa rồi qua nhà mới cho sạch sẽ. Mai mốt con về thăm. Mới cũ gì cũng vậy, mới cũ gì. Đâu nhắc con đi ra. Chứ bây giờ bão tới rồi. Phải cố định ảnh một chỗ thì mình mới có thể làm được. Nhưng mà buổi trưa là khoảng 11 giờ là ảnh đi. Không hơn. Đi đâu anh. Rồi được rồi, thế anh ơi. Rồi. Tự nhiên đây nó có gì đâu mà làm gì được mà. Này.